Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử biên tập viên Trần Quang Minh. Trần Quang Minh sinh vào ngày 18 tháng 6 năm 1975 tại Hà Nội, là một biên tập viên và người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh từng là trưởng phòng tương tác nội dung của Ban Thanh thiếu niên VTV6. Tháng 10 năm 2018, anh đã được luân chuyển cán bộ vào Đà Nẵng VTV8 làm trợ lý nội dung cho giám đốc kênh VTV8. Anh có thời gian gần 2 năm phụ trách các chương trình giải trí và sự kiện ở đó. Quang Minh đã từng học ở trường phổ thông trung học Trần Phú trước khi đi du học khoa phát thanh truyền hình ở Argentina, Cuba và Ecuador. Sau đó, anh về nước và trở thành biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha cho Thông tấn xã Việt Nam. Năm 2002, anh đã gia nhập VTV3 và tạo dấu ấn với khán giả qua hàng loạt các game show như Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Đối Mặt và Trẻ Em Luôn Đúng. Trần Quang Minh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 25 tháng 10 năm 2018, anh đã chia tay VTV6 và chuyển sang làm việc tại Đà Nẵng cho kênh VTV8. Quang Minh là nhà báo, biên tập viên, người dẫn chương trình truyền hình trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam như VTV3, VTV6, VTV8 và các chương trình sự kiện văn hóa, chính trị trên kênh VTV1. Quang Minh cũng có nhiều giải báo chí quốc gia cho các sản phẩm truyền hình như Dáng Đứng Việt Nam giải A, phim tài liệu đặc biệt Những Cuộc Gặp Trong Tù giải C, Hoài Bão Hồ Chí Minh giải B. Năm 2021, anh đã rời VTV để đầu quân cho truyền hình FPT với vai trò ekip của chương trình Music Hôm Mùa 3. Nhà báo Trần Quang Minh đã đảm nhiệm vai trò giám đốc nội dung của truyền hình FPT, tham gia vào ekip sản xuất Music Home, trong đó có cả giáo sư Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng, người đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo. Theo nhà báo Trần Quang Minh, chương trình Music Home mùa 3 có những thay đổi mạnh mẽ về format. Nếu Music Home ở 2 mùa trước có tâm điểm là ca sĩ, thì ở mùa 3 này, Music Home trở lại tôn vinh những nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà và tìm kiếm những câu chuyện về cảm xúc cuộc đời, sáng tác của các nhạc sĩ. Về gia đình, bố Trần Quang Minh là nhà báo Trần An Duyệt, chị gái của anh là biên tập viên Hà Trang, trưởng phòng công nghệ của Ban Khoa giáo VTV2. Quang Minh đã lập gia đình và có 4 cậu con trai, nam MC tiết lộ. Vợ anh chị Nguyễn Bích Ngọc là người có tính cách hiền lành, hết lòng vì chồng con, hiểu chuyện và khéo vun vén gia đình. Vợ chồng của Quang Minh tổ chức đám cưới vào ngày 30 tháng 3 năm 2007. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, họ đã kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Trên Facebook cá nhân, MC Trần Quang Minh viết: "Ngày ấy và bây giờ, mục tiêu kép đề ra là giữ gìn hạnh phúc và tăng trưởng nhân sự." Anh hóm hỉnh nói: "Kỷ niệm 14 năm ngày tôi lấy vợ và vợ tôi lấy được tôi, sau đó chúng tôi đã thỉnh thoảng lại có một cậu con trai. Đến nay đã 4 lần thỉnh thoảng, bà xã đã luôn cho tôi cảm giác bình an. Chúng tôi hiện hạnh phúc ở bên nhau." Một số chương trình và game show mà Quang Minh đã dẫn: Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Trẻ Em Luôn Đúng, Bữa Trưa Vui Vẻ, Đối Mặt, Người Nông Dân Hiện Đại, Chuyến Xe Buýt Kỳ Thủ, Trăm Năm Trồng Người, Chung Kết Đường Lên Đỉnh Olympia. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.